Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì Thùy đang có mặt tại hậu trường của Vietnam International Fashion Week. Ngày hôm nay thì Thùy có mặt tại đây để tập chương trình cho show diễn tối nay. Hy vọng mọi người sẽ đón chờ là những bước chân của Thùy trên sàn diễn thời trang Vietnam International Fashion Week. Đến với sân diễn ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng và mình đã cảm thấy là ready lắm rồi, nhưng mà đứng ở đây trên sân diễn này, về với mảnh đất mà mình sinh ra và lớn lên thì cái cảm xúc nó hoàn toàn khác. Chân tay nó bủn rủn với tất cả những khán giả và bạn bè Hà Nội và gia đình và những người mà đang nhìn mình và đang mong chờ một câu chuyện mà mình sẽ diễn ra sắp tới đây. Mọi người, con tên là Chu Diệp Anh, năm nay con 5 tuổi. Xin mọi người hãy theo dõi phần diễn diễn của con cho nhà hàng Canifa và tối nay. Chào mọi người. Trời Hà Nội đang là trời đang rất là lạnh, nhưng mà trong đây không khí đang rất là nóng, rất là nhộn nhịp để chuẩn bị cho cái buổi tối nay. Canifa năm nay sẽ giới thiệu bộ sưu tập tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi có thể đem đến những sản phẩm theo xu hướng thời trang hoàn toàn mới. Cũng là cơ hội để chúng tôi có thể giao lưu học hỏi với các nhà thiết kế quốc tế. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Gia Anh Vũ và hiện nay thì mình đang có tại hậu trường make up và làm tóc của ngày thứ hai của chương trình Vietnam International Fashion Week. Tất cả mọi người đang rất là tập trung để có một cái show diễn buổi tối ngày hôm nay thật là hoàn hảo. Riêng mình thì mình rất là hồi hộp và rất là vui và phấn khích. Tôi chúc cho tuần lễ thời trang Việt Nam Thu Đông 2016 thành công, tốt đẹp và sẽ là một cái cột mốc đánh dấu một cái sự kiện thời trang thu hút được tất cả sự quan tâm của báo giới cũng như là công chúng thủ đô.